Nếu nhìn vào lực lượng phóng viên này, chắc chắn mọi người nghĩ ngay đến trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở một trận đấu lớn. Nhưng đây là trận đấu tại khu quốc gia các bạn ạ. Trận đấu giữa đội Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Gia Lai. Một lượng phóng viên khổng lồ, tôi đã nói như vậy trong một trận đấu tại V-League. Kể cả trận đấu được trận đấu nhất ở mùa giải năm ngoái giữa Hà Nội và Hoàng Gia Lai trên sân Hàng Đẫy cũng không có một lượng phóng viên, xin lỗi bạn, phóng viên đông đảo như này. Ước tính có khoảng hơn 50 phóng viên đã có mặt tại sân Tiên Trường để tác nghiệp. Phóng viên ảnh, phóng viên viết, phóng viên hình. Và còn khá nhiều phóng viên viết đang ngồi ở trên khán đài nữa cơ. Một bầu không khí rất là tuyệt vời. Một trận cầu lịch sử của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đánh dấu sự trở lại của các hoạt động thể thao, đẩy lùi Covid, một chiến thắng tuyệt vời của Việt Nam. Bây giờ hai đội bóng đang bắt đầu ra sân để chuẩn bị trận đấu. Rất là tuyệt vời, một bầu không khí, một khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trời luôn.